Thầy chào các em. Trong video này, thầy sẽ hướng dẫn các em học môn toán. Bài luyện tập chung, sách giáo khoa trang 47. Các em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập chưa? Nếu đã chuẩn bị xong rồi, thì chúng ta cùng vào bài học nhé. Bài mới ngày hôm nay chúng ta có hai hoạt động. Hoạt động thứ nhất, luyện tập viết các đơn vị đo dưới dạng số thập phân. Và hoạt động thứ hai, ta vận dụng việc đổi đơn vị đo vào bài toán có lời văn. Bây giờ chúng ta sẽ vào hoạt động 1. Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Trước khi các em làm bài, thầy sẽ hướng dẫn lại cách làm nhé. Ví dụ, đổi 5 km, 17 m ra km. Cách thứ nhất là cách làm theo sách giáo khoa mà thầy cô đã hướng dẫn cho các em. Ở đây ta đổi ra km, cho nên giữ nguyên 5 km. Ta đổi 17 m ra km, được 17/1000 km. Ta đổi 17/1000 km ra số thập phân, được 0,017 km. Bước thứ hai, ta cộng 5 km với 0,017 km. Kết quả đạt được sẽ là một số thập phân có phần nguyên là 5 và phần thập phân là 0,17. Vậy kết quả là 5,017 km. Hôm nay thầy muốn hướng dẫn các em làm theo cách thứ hai, đó là cách dùng bảng. Thầy có bảng đơn vị đo độ dài. Như ta biết, trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị liền kề sẽ hơn nhau hoặc kém nhau 10 lần, đồng nghĩa với mỗi một cột đơn vị tương ứng với một chữ số. Ta sẽ điền theo nguyên tắc chữ số hàng đơn vị sẽ điền ngay tên đơn vị. Ở đây, chữ số 5 ở hàng đơn vị, còn tên đơn vị là km. Như vậy, chữ số 5 thầy sẽ điền ngay km. 17 m, chữ số 7 hàng đơn vị là mét, cho nên chữ số 7 thầy sẽ điền ngay mét. Chữ số 1 nằm bên trái chữ số 7, thầy điền ở cột decamét. Cột hectomet không có số, ta điền chữ số 0. Thầy hoàn thành bước 1. Bước 2, đánh dấu phẩy. Theo nguyên tắc, đổi ra đơn vị nào thì ta đánh dấu phẩy bên phải chữ số ở cột đơn vị đó. Ở đây là đổi ra km, cho nên thầy đánh dấu phẩy ở bên phải chữ số 5 ở cột km. Thầy được 5,017. Để các em nắm rõ hơn, thầy sẽ cho thêm một ví dụ. Ví dụ, đổi 23 mm ra mét. Bước 1, thầy sẽ điền số vào bảng. Chữ số 3 nằm ở hàng đơn vị, mà đơn vị là mm, cho nên chữ số 3 thầy sẽ điền vào cột mm. Chữ số 2 nằm bên trái chữ số 3, cho nên thầy sẽ điền vào cột cm. Cột decimet không có số, thầy sẽ điền chữ số 0. Cột mét không có số, thầy cũng điền chữ số 0. Xong bước 1. Bước 2, đánh dấu phẩy. Đổi ra mét, cho nên thầy đánh dấu phẩy vào bên phải chữ số 0 ở cột mét. Vậy, ta có kết quả 23 mm bằng 0,023 m. Các em hiểu bài chưa nào? Bây giờ các em dừng video để làm bài. Khi nào làm xong,
Các em cho chạy video để học tiếp nhé. Chúng ta cùng sửa bài nào. Kết quả các bài làm như sau. 42m 34cm bằng 42,34m. Câu B. 56m 29cm bằng 56,29m. Câu C. 6m 2cm bằng 6,02m. Và câu D. 4.352m bằng 4,352 km. Thì chúc mừng bạn nào làm đúng hết cả 4 câu. Chúng ta sang bài số 2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là kg. Chúng ta biết trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị liền kề hơn nhau hoặc kém nhau 10 lần, giống như trong bảng đơn vị đo độ dài. Vì thế, cách làm bài này cũng giống như cách làm ở bài số 1, đổi đơn vị đo độ dài. Thầy mời các em dừng video để làm bài. Khi nào làm xong thì chúng ta sẽ mở video để sửa bài. Chúng ta cùng sửa bài nào. Đây là bảng thầy đã điền xong và cho ra kết quả của ba bài đổi. Sẵn đây, thầy muốn hướng dẫn các em cách đổi nhanh gọn đối với trường hợp bài đổi mà bên trái dấu bằng chỉ có một đơn vị và bên phải dấu bằng cũng chỉ có một đơn vị. Cách đổi đó như sau, các em quan sát nhé. Ví dụ, bài 347 gam thì dấu phẩy nằm ở sau chữ số 7 là đơn vị gam. Thầy dời dấu phẩy sang trái một chữ số, chúng ta ra 34,7 dkg. Dời dấu phẩy sang trái một chữ số nữa, chúng ta ra 3,47 hectogram. Và dời dấu phẩy sang trái một chữ số nữa, chúng ta ra 0,347 kg. Tóm lại, để đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, ta chỉ việc dời dấu phẩy sang trái. Mỗi đơn vị ta dời một chữ số. Tương tự ở bài cuối 1,5 tấn, dấu phẩy nằm sau chữ số 1 là tấn, đây nằm đây là 1,5 tấn. Thầy dời sang phải một chữ số, chúng ta ra 15 tạ. Dời sang phải một chữ số nữa, chúng ta ra 150 yến. Và dời dấu phẩy sang phải một chữ số nữa, chúng ta ra 1.500 kg. Tóm lại, khi đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ, ta chỉ việc dời dấu phẩy sang phải. Mỗi đơn vị ta dời một chữ số. Ta có cái ghi nhớ như sau. Đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng, ta có thể làm như sau. Đổi từ đơn vị lớn hơn ra đơn vị nhỏ hơn, ta dời dấu phẩy sang phải. Mỗi đơn vị ta dời một chữ số. Đổi từ đơn vị nhỏ hơn ra đơn vị lớn hơn, ta dời dấu phẩy sang trái. Mỗi đơn vị ta dời một chỉ số. Nếu áp dụng quy tắc này, chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Và đây là kết quả của bài thứ 2. Thầy chúc mừng các bạn đã làm đúng hết. Chúng ta sang bài số 3. Viết các số đo sau dưới dạng số đo là mét vuông. Mét vuông là đơn vị đo diện tích. Vậy trước khi làm bài này, chúng ta sẽ ôn lại bảng đơn vị đo diện tích. Đồng thời, thầy cũng sẽ hướng dẫn các em cách làm. Trên màn hình là bảng đơn vị đo diện tích. Các đơn vị từ lớn đến bé như sau. Kilomet vuông, hectomet vuông còn gọi là hecta, decamet vuông, mét vuông, decimet vuông, centimet vuông và milimet vuông. Ta biết trong bảng đơn vị đo diện tích
hai đơn vị liền kề thì hơn nhau hoặc kém nhau 100 lần. Vậy mỗi cột đơn vị tương ứng với hai chỉ số. Cách điền bảng như sau: 7 km vuông, ta thấy mới có một chỉ số, vậy ta thêm một chỉ số 0. Và các em lưu ý, để giá trị không đổi, ta thêm phía trước chữ số 7. Và ta điền hai chữ số này, vì là đơn vị là km vuông, cho nên ta điền 0,7 vào km vuông. Cột hectomet vuông không có số, điền hai số 0. Cũng như vậy, decamet vuông ta điền hai số 0, mét vuông ta điền hai chữ số 0. Vì là đổi ra mét vuông cho nên đánh dấu phẩy ngay cột mét vuông. Ta có dấu phẩy nằm cuối, ta có thể bỏ. Nó trở thành một số tự nhiên. Vậy chữ số 0 ở tận cùng bên trái này ta cũng bỏ được. Và ta được một kết quả gồm chữ số 7 và 6 chữ số 0. Vậy 7 km vuông bằng 7 triệu mét vuông. Thầy ví dụ cho bài số 3. 8,5 hecta. Ta thấy phần nguyên là chữ số 8 mới có một chữ số. Vậy ta cũng thêm một chữ số 0 và phải thêm đằng trước để giá trị không thay đổi. Ta có 0,8. Chữ số 8 nằm ở hàng đơn vị cho nên 0,8 ta sẽ điền vào cột của hàng đơn vị, là cột hecta. Ta điền vào cột hecta. Rồi phần thập phân mới có một chữ số 5 cho nên ta cũng thêm một chữ số 0 cho đủ hai chữ số. Và nhớ ta phải thêm bên phải phần thập phân thì giá trị mới không thay đổi. Ta lại tiếp tục điền vào cột tiếp theo để cam mét vuông. Đó là cách điền. Còn cách đánh dấu phẩy thì cũng giống như chúng ta đã làm. Thầy ví dụ như bài 300 decimet vuông, ta sẽ làm như sau: thêm chữ số 0 vào bên trái để giá trị không thay đổi. Và ta có 00, có chữ số 0 nằm hàng đơn vị. Vậy 00 này ta sẽ điền vào cột decimet vuông. Sau đó ta đánh dấu phẩy. Các em nắm cách làm chưa nào? Các em hãy dừng video để làm bài. Chúng ta sửa bài. Thầy đã dùng cách điền bảng để cho ra kết quả các bài đổi như sau. Đối với bài đổi đơn vị đo diện tích, chúng ta cũng có thể dùng phương pháp dời dấu phẩy. Ví dụ 7 km vuông, dấu phẩy nằm ở sau chữ số 7. Thầy dời dấu phẩy sang phải hai chữ số, chúng ta ra 700 hecta. Dời sang phải hai chữ số nữa, ra 70.000 dkm vuông. Dời dấu phẩy sang phải hai chữ số nữa, chúng ta ra 7 triệu mét vuông. Hay là bài 515 decimet vuông, dấu phẩy nằm ở cuối cùng là 515 decimet vuông. Thầy dời dấu phẩy sang trái hai chữ số, thầy ra là 5,15 mét vuông. Như vậy ta có ghi nhớ đổi đơn vị đo diện tích có thể làm như sau: đổi từ đơn vị lớn hơn ra đơn vị nhỏ hơn, ta dời dấu phẩy sang phải, mỗi đơn vị dời hai chữ số. Đổi từ đơn vị nhỏ hơn ra đơn vị lớn hơn, ta dời dấu phẩy sang trái, mỗi đơn vị hai chữ số. Đây là cách làm rất nhanh, các em nên áp dụng. Và đây là kết quả của bài 3. Thầy chúc mừng các bạn làm đúng hết cả 6 bài. Bạn nào làm sai thì chúng ta sửa bài nhé. Chúng ta sang bài cuối cùng của bài học hôm nay, bài số 4.
một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15 km và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông là hecta. Trước khi làm bài, chúng ta cùng nhau tóm tắt đề. Đề bài cho chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, tức là chiều rộng bằng 2 phần, chiều dài bằng 3 phần. Ta vẽ sơ đồ đoạn thẳng. Đề bài cho nửa chu vi là 0,15 km. Nửa chu vi là tổng của chiều dài và chiều rộng. Đề bài yêu cầu ta tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông là hecta. Chúng ta quan sát thấy nửa chu vi là 0,15 km. Đây là một số thập phân mà chúng ta chưa học cộng trừ nhân chia số thập phân. Như vậy chúng ta không thể tính toán, ta phải đổi ra số tự nhiên. Đổi ra đơn vị nào? Chúng ta quan sát tiếp. Đề bài yêu cầu tính diện tích sân trường, ra đơn vị là mét vuông. Như vậy tốt nhất chúng ta nên đổi 0,15 km ra mét. Ta quan sát tiếp nhé. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài là tỷ số. Nửa chu vi là tổng của chiều rộng và chiều dài. Vậy đây là bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ của hai số đó. Ta áp dụng công thức của bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ để ta tính được chiều rộng và chiều dài. Sau khi có chiều rộng và chiều dài, ta áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng dài nhân rộng để ta tính diện tích. Thầy mời các em dừng video làm bài. Khi nào làm xong, chúng ta sẽ sửa bài. Chúng ta cùng sửa bài nào. Ta đổi 0,15 km bằng 150 m. Ta tìm giá trị một phần, lấy tổng chia tổng số phần bằng nhau, tức là lấy 150 chia cho mở ngoặc 2 cộng 3 đóng ngoặc ra 30 m. Ta tính chiều rộng sân trường. Chiều rộng sân trường bằng 2 phần, cho nên ta lấy giá trị một phần là 30. Ta nhân với 2 ra 60 m. Tiếp theo ta tìm chiều dài sân trường. Chiều dài sân trường là 3 phần, vậy ta lấy giá trị một phần là 30 nhân cho 3 ra 90 m. Nếu em nào lấy nửa chu vi là 150 m trừ cho chiều rộng 60 m ra 90 m cũng đúng nhé. Tiếp theo ta tìm diện tích sân trường. Diện tích bằng chiều dài nhân với chiều rộng, vậy ta lấy 90 nhân 60, chúng ta ra 5.400 m². Đổi 5.400 m² ra 0,54 hecta. Như bài này cách đổi nhanh là ta đặt dấu phẩy ở tận cùng bên phải đây là mét vuông, ta giờ dấu phẩy sang trái hai chữ số, chúng ta ra 54 đề ca mét vuông, và ta giờ dấu phẩy sang trái thêm hai chữ số nữa, chúng ta ra 0,54 hecta nha. Rồi ta đáp số, có hai đáp số. Đây là bài làm. Thầy chúc mừng các bạn làm đúng. Bạn nào làm chưa đúng thì chúng ta sửa bài. Các em nhớ thuộc các bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích. Xem lại các cách đổi đơn vị đo và xem trước bài luyện tập chung trang 48 nhé. Thầy cảm ơn các bạn đã chăm chú lắng nghe để nắm bài.
chào tạm biệt các em nhé.